Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện mô tô điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ động cơ 168cc, động cơ 4 thì và sử dụng nhiên liệu xăng. Động cơ này nó có tích hợp luôn cả củ đề luôn, cho nên là rất là nhàn. Mặc dù thì nó vẫn có, hiện tại bên mình đang cung cấp hai dòng, đấy là dòng khởi động tay và dòng khởi động điện. Ở trên cái bộ này, đây là mình đang quay một cái bộ có sự khởi động bằng điện. Còn nếu như các bạn mà có nhu cầu mua cái loại là khởi động tay thì giá thành nó sẽ rẻ hơn. Đây chính là cái củ đề của nó đây, nó giống như củ đề của xe máy thôi. Các bạn có hai sự lựa chọn khởi động điện và khởi động bằng tay. Này, tùy chọn. Bộ này thì nó rất là gọn nhẹ, tất cả là trên một cái cục máy này rồi. Hiện thì cục này là nó không có số ở trong, cho nên là chúng ta có thể, nếu mà mua về với mục đích làm những cái nhu cầu như kiểu làm số, thì các bạn có thể lắp lên. Nếu mà làm xe ô tô thì có thể lắp lên những cái hộp số như kiểu là số 5 tạ, 4 tiến một lùi, rất là phù hợp và giá thành thì nó lại rất là rẻ. Với một cái bộ động cơ này thì giá nó rất là rẻ thôi, chắc chắn là sẽ rẻ hơn rất nhiều những cái dòng máy 175. Đấy, mà đầu lổ của thằng này cũng là 168 nha các bạn nhé. Rất là khỏe, nó xấp xỉ khoảng 7,5 đến 8 mã lực. Hiện tại thì nó cũng có sử dụng tay ga hoặc là chân ga, cũng có khóa đề. Và mà tí nữa mình xin giới thiệu các bạn đến cái khóa đề, và trên cái khóa là nó có tích hợp luôn khóa đề lổ luôn, giống như ô tô của mình vậy. Sau đây thì mời các bạn xem một số cái hình ảnh về sản phẩm, về phần chi tiết hơn một chút. Xin giới thiệu cho các bạn đến cái con máy thứ hai, đấy là con máy mục cam này. Con này là con khởi động tay thôi. Con khởi động tay và con khởi động điện thì nó khác nhau ở cái chỗ này đây. Cái phần này thì của đối với cái máy khởi động điện thì nó có củ đề đây. Đây các bạn có thể nhìn thấy khác nhau ở mỗi cái chỗ củ đề này thôi. Đấy, còn tất cả mọi thứ là đều giống nhau cả. Đấy. Giá hai con máy này thì mình có để ở dưới phần mô tả. Các bạn có thể vào xem dưới phần mô tả có báo giá chi tiết. Còn đây là cái bộ điện này, là bộ điện của cái thằng, đây là bộ điện của cái máy để lổ khởi động điện đây.
thì nó có một bộ dây này, cái ổ khóa này là có chức năng để lỗ này, vặn thêm một nấc nữa là đề này, đề như ô tô đề ấy, đề nhả luôn. Đây. Đấy, nó tự nhả đây. Đây là bộ dây điện. Và đây là tắt này. Stop này, dừng lại này. Đây là bộ dây ga này. Bộ dây ga này thì nó được mắc ở trên cái phần dưới cái chỗ bô lỗ này đây. Đây là chỗ khởi động tay này, khi mà khởi động tay mình tăng ga lên thì mình để mình khởi động này. Hoặc là mình bắt dây ga vào đây. Đây nó có cái dây ga nó khuất ở trong cái phần này không nhìn rõ được. Đấy. Thì mình bắt dây ga vào. Đây cũng có buji này. Video sau thì mình sẽ khởi động thử cho các bạn xem cái máy này nhé. Hiện tại video này thì chỉ review thôi. Thank you.
Thank you.